Thưa bà con nông dân, quý vị và các bạn, lâu nay hầu hết các diện tích rừng trồng trên địa bàn tỉnh đều là rừng gỗ nhỏ, chỉ cung cấp nguyên liệu dăm gỗ cho ngành công nghiệp sản xuất giấy, gỗ viên nén nên giá trị kinh tế thấp, thị trường đầu ra bấp bênh, không đáp ứng được nhu cầu cao về gỗ nguyên liệu cho chế biến đồ gỗ xuất khẩu và chưa thực sự hiệu quả trong việc bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, tỉnh Bình Định đang đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương trồng rừng gỗ lớn để đạt hiệu quả cao hơn về nhiều mặt. Bình Định là một trong những tỉnh có nghề trồng rừng phát triển mạnh trong hàng chục năm qua, với khoảng 150.000 hecta rừng trồng. Trong đó, diện tích rừng keo chiếm đến 80%. Mặc dù hàng năm sản lượng gỗ keo khai thác đạt trên 1 triệu tấn gỗ, nhưng chỉ có chưa đầy 10% sản lượng đạt tiêu chuẩn làm gỗ, phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến đồ gỗ trên địa bàn tỉnh. Còn lại trên 80% sản lượng dùng cho ngành chế biến dăm gỗ xuất khẩu hoặc làm gỗ viên nén. Nguyên nhân là do bà con nông dân khai thác rừng keo sớm để quay vòng vốn nhanh, giá dăm gỗ xuất khẩu giảm dần, kéo theo giá gỗ rừng trồng xuống thấp. Nhiều năm chỉ còn 80-90 triệu đồng một hecta. Chính vì thế mà lợi nhuận chỉ đạt khoảng 10-15 triệu đồng một hecta sau 5 năm canh tác. Cũng chính vì khai thác sớm rừng keo nên cũng chưa đạt hiệu quả về việc bảo vệ môi trường, khôi phục hệ sinh thái, chống xói mòn đất, điều tiết nguồn nước mặt. Trước thực trạng này, từ năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã phê duyệt đề án phát triển cây gỗ lớn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035. Mục tiêu đến năm 2025, diện tích rừng trồng gỗ lớn tập trung đạt 10.000 hecta, đến năm 2035 đạt 30.000 hecta. Theo đó, trong giai đoạn từ 2021 đến 2025, tỉnh phấn đấu đạt 2.500 hecta rừng trồng gỗ lớn, trong đó chuyển hóa từ rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn khoảng 900 hecta và trồng mới rừng gỗ lớn 1.600 hecta. Thì đối với các doanh nghiệp ấy, thì họ khai thác khi mà tuổi cây từ 7 đến 12 năm. 12 năm cho nên cái năng suất của họ là rất là lớn, bình quân khoảng 150 tấn trên một hecta. Và cái lượng gỗ để cung cấp cho cái chế biến tinh ấy, nó cũng rất là cao, chiếm từ 50 đến 60%. Cho nên cái giá trị của rừng trồng là rất là lớn. Còn đối với các hộ dân thì do là họ thiếu vốn để sản xuất, cho nên thường là họ khai thác rừng khi tuổi còn non, tức là khoảng 5 năm là người ta đã khai thác rồi. Trên cái sản phẩm mà họ khai thác á, chủ yếu để là bán cho các cái đơn vị mà chế biến dăm gỗ, trên giá trị rừng của rừng á, nó kém hơn so với các doanh nghiệp. Phải nói qua từ thời gian qua theo dõi đánh giá thì phải nói trong rừng gỗ lớn là mà nó là một chủ trương hết sức là đúng đắn mà để cho nó phát triển được, đặc biệt là tạo nguồn nguyên liệu ổn định cũng như là tăng cái giá trị của công ty. Phải nói chúng ta phải nhìn nhận đó để mà phải nói rằng là cái gỗ lớn này là phải nói là phát triển nó giá trị cao hơn, đặc biệt là cái giai đoạn hiện nay á, thì cái giá dăm gỗ đi xuống, giá gỗ xuống nữa, thì mà trong khi là giá gỗ lớn vẫn là ổn định nên cái đó cũng là tạo giá trị cho đơn vị. Thì cái này tính vấn đề đó là công ty đã xác định và thực hiện cái được cái gỗ lớn này. Sau khi Ủy ban dân tỉnh phê duyệt đề án trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh, ngoài sự vào cuộc của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực trồng rừng, từ năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh xây dựng các mô hình chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn ở các địa phương, nhằm tạo điều kiện cho nông dân trồng rừng tham quan học tập. Năm 2020, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông Bình Định đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Vân Canh và Ủy ban Nhân dân xã Canh Hiển xây dựng hai mô hình trồng rừng gỗ lớn bằng các giống keo lai kế mô đã được công nhận tiến bộ khoa học kỹ thuật với tổng diện tích 40 hecta tại ba thôn Tân Quang, Chánh Hiển và Hiển Đông với 11 hộ tham gia. Năm 2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tiếp tục xây dựng thêm 3 mô hình trồng 55 hecta tại xã Canh Hiệp và Canh Hòa với 17 hộ tham gia. Những hộ này được dự án hỗ trợ cây giống keo lai kế mô dòng AH1, BV75, phân bón tập huấn hướng dẫn kỹ thuật. Việc thực hiện mô hình có sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ dự án, chính quyền địa phương và sự đồng thuận cao của các hộ dân tham gia. Thì thực hiện theo cái chương trình của tỉnh, tỉnh ấy thì phấn đấu từ năm giai đoạn từ năm 2021 tới 2025
thì toàn tỉnh Bình Định mình thì sẽ trồng được là khoảng 10.000 hecta rừng gỗ lớn. Thì trên cơ sở đó thì Sở Nông nghiệp đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông xây dựng các cái mô hình trồng rừng gỗ lớn với cái mục đích là tạo ra cái nguyên liệu gỗ để làm gỗ, để phục vụ cho các cái nhà máy sản xuất gỗ, đồ gỗ tại tỉnh Bình Định, đồng thời là chống biến đổi khí hậu. Tại vì đối với cây rừng gỗ lớn thì chu kỳ trồng rất là dài, khoảng 10 năm. Qua đó thì nó cũng tạo thành những cái vật để giữ lại cái nguồn nước và đảm bảo cái ổn định được cái khí hậu cũng như là ổn định được cái môi trường. Cho nên là trung tâm đã xây dựng cái mô hình trồng rừng gỗ lớn. Hiện từ năm 2020 thì chúng tôi hai năm 2020 và 2021 thì chúng tôi là triển khai trồng khoảng 95 hecta trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn huyện Vân Canh. Đây là mô hình trồng rừng gỗ lớn do Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện tại thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, có tổng diện tích 25 hecta với 6 hộ dân tham gia. Rừng keo này được trồng bằng hai giống keo lai kế mô AH1 và BV75 do công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Quy Nhơn sản xuất. Sau khi được tập huấn kỹ thuật, các hộ tham gia mô hình như ông Đỗ Duy Thụy, Đỗ Phú đã xuống giống vào tháng 11 năm 2020. Đến nay mới chỉ qua một năm rưỡi trồng nhưng toàn bộ rừng keo đã đạt chiều cao trung bình 3,5m, đường kính thân trung bình 5cm, cây sinh trưởng tốt, khỏe mạnh, thân cứng cáp, chịu hạn và kháng bệnh tốt, tỷ lệ sống trên 95%. Đây là những ưu điểm nổi bật của việc trồng keo lai kế mô so với keo hom mà bà con nông dân thường trồng lâu nay. Cũng nhờ mật độ trồng rừng thưa hơn ở mức 1.660 cây một hecta, cộng với việc áp dụng đúng các kỹ thuật bón phân chăm sóc tỉa cành, nên những diện tích rừng của mô hình phát triển vượt trội so với rừng keo lai dâm hom. Cái keo lai hom nó có cái nhược điểm là thu nhập nhanh, và giờ để làm giấy nhưng mà cái năng suất nó không cao. Chúng tôi trồng là thường thường là tôi để lâu hơn là từ 7 đến 8 năm là chu kỳ, là hơn ví dụ những người nông dân đó là một vài năm, thu từ 4 đến 6 trên tấn trên một hecta. Và sản lượng tính ra thì trừ chi phí thu nhập cho cái keo lai thì nó chỉ còn khoảng 18 đến 20 triệu trên một năm, trên một hecta. Nói như vậy thì chi phí mà nếu mà mức độ và là nó chênh lệch thì nó không còn nguồn lợi cho người nông dân. Bởi vì thế tôi mới mạnh dạn, tôi cùng một số hộ để tham gia là sẽ hộ tham gia chương trình là 25 hecta trồng rừng gỗ lớn do Trung tâm Khuyến nông Bình Định và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Canh giúp đỡ cây giống phan và lấy cây giống chuẩn là cái AH1 và BV75 tại là công ty giống lâm nghiệp Quy Nhơn là chúng tôi trồng. Sau một năm 6 tháng thì cây nó đạt là khoảng 3 mét. Đó. Tôi thấy chúng tôi cũng rất là mừng, phấn khởi, mang lại cái động lực và cái niềm vui mới cho người nông dân. Mục đích của mình là cái mô hình này là hướng tới về phát triển gỗ lớn. Cho nên về cái kỹ thuật hướng dẫn bà con tham gia mô hình nó có sự khác biệt so với cái trồng keo dâm hôm. Thì thứ nhất là bởi vì cái chu kỳ nó dài, để cho giúp cây sinh trưởng phát triển tốt ngay từ đầu thì cái việc mà giống phải chọn là các giống được công nhận là tiến bộ khoa học kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về việc những giống này là phục vụ cho trồng rừng gỗ lớn. Là những giống này thứ nhất là cái rễ phát triển mạnh, là cái để nó ăn sâu đất, nó tránh cái việc mà đổ ngã do cái thời tiết bất lợi. Cái thứ hai để giúp cho việc phát triển gỗ lớn thì chúng ta cái khâu quan trọng nhất là phải tỉa cành và chọn thân. Đó là mỗi cây là chúng ta chọn một thân thẳng để cho cái phục vụ trồng rừng gỗ lớn. Cái thứ hai là phải đầu tư thăm canh trong 3 năm đầu thì nó sẽ giúp cho cây sinh trưởng phát triển tốt ngay từ đầu. Và cái giống phải là giống keo lai mô là nó có cái hạn chế được cái sâu bệnh hại, đặc biệt là các bệnh nấm trong cái giai đoạn là cây ở giai đoạn là 3 đến 4 năm. Còn đây là mô hình trồng rừng gỗ lớn bằng các giống keo lai kế mô AH1 BV75 của bà Huỳnh Thị Hồng Phước nằm trên địa bàn thôn Canh Thành, xã Canh Hòa, huyện Vân Canh. Với diện tích 4 hecta, mật độ trồng 1.660 cây một hecta.
Mặc dù mới chỉ trồng được 6 tháng, nhưng rừng keo ở đây đã đạt đến chiều cao bình quân 1 mét, nhiều cây vượt trội đạt đến 1,5 mét. Tất cả đều đang sinh trưởng tốt. Cùng với việc được hỗ trợ về giống, phân bón, tập huấn kỹ thuật, đặc biệt là nắm được hiệu quả nhiều mặt khi trồng rừng gỗ lớn, bà Phước cũng như 11 hộ dân khác tham gia mô hình ở xã Canh Hòa còn được sự hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc tỉa cành của các cán bộ kỹ thuật hiện trường theo dõi mô hình. Bà Phước vốn là nông dân có nhiều năm trồng rừng keo bán dăm, bà nhận thấy hiệu quả kinh tế ngày càng thấp, nên khi được vận động tham gia mô hình này, bà quyết định chuyển sang trồng rừng gỗ lớn. Nói chung là hầu giờ gia đình là cũng trồng mười mấy năm nay rồi, là trồng keo là đỡ lá dăm, mà gỗ nhỏ thì thấy kinh tế nó không có đạt. Bây giờ nhờ anh em là thiên trung tâm khuyến nông ở tỉnh Bình Định là giờ đây có tập huấn là coi như là nói cây keo là mô đỡ làm lá gỗ trong thời gian là 10 năm, mà thấy là cây hầu nhỏ thì nó cũng là nhỏ yếu, nhưng mà giờ trồng mình thấy 6 tháng là nó phát triển nhanh hơn cái cây keo mình lấy dăm, là coi chung là gia đình thấy cũng là mừng. Nó là coi chung là nó không có sâu bệnh mà nó dẻo dai, mưa gió vậy mà nó cũng mà dẻo, nó không có ngã, không có gãy. Còn keo kia thì nó giòn, nó gãy. Mặc dù các mô hình trồng rừng gỗ lớn bằng các giống keo lai ký mô do Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện mới chỉ trong 2 năm gần đây, nhưng bước đầu đã mang lại sự đổi thay về mặt nhận thức cho nhiều bà con nông dân trồng rừng ở khu vực lân cận. Một số hộ đã đến tham quan, tìm hiểu, học tập và đã tiến hành trồng rừng gỗ lớn sau khi khai thác lứa keo cũ. Riêng hộ ông Đỗ Duy Thụy đã trồng thêm 45 hectare diện tích ngoài mô hình. Theo một số doanh nghiệp trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh, nếu bà con nông dân có điều kiện trồng rừng gỗ lớn, sau 10 năm sẽ có thu nhập khoảng 300 triệu đồng một hectare. Trong khi đó, với rừng gỗ nhỏ, chỉ đạt khoảng 200 triệu đồng một hectare. Tuy nhiên, để trồng được rừng gỗ lớn cần thời gian dài, thu hồi vốn chậm nên chỉ phù hợp với những bà con nông dân có điều kiện về kinh tế hoặc áp dụng theo phương thức lấy ngắn nuôi dài đối với những nông dân có diện tích rừng nhiều. Sau một thời gian là 1 năm 6 tháng, chúng tôi vừa thực hành, vừa chăm sóc, vừa rút kinh nghiệm, vừa theo dõi và ghi chép cụ thể cái từ vùng cái cây vừa trồng cái giống là cây mô trồng rừng gỗ lớn, tôi phát thấy là nó có ưu việt nên tôi phát triển thêm 45 hectare nữa cho bản thân cá nhân tôi để trồng tiếp tục trồng theo mô hình trồng rừng gỗ lớn. Hy vọng một ngày đó thì chúng ta sẽ thấy cái tầm mở của rừng gỗ lớn của tỉnh. Từ những mô hình trồng rừng gỗ lớn sử dụng cây giống keo lai kế mô do Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện trong những năm qua, bà con nông dân trồng rừng trên địa bàn tỉnh đã bước đầu thay đổi nhận thức về hiệu quả nhiều mặt của phương thức này. Đây là yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững. Tuy nhiên, để nhân rộng mô hình, các cấp chính quyền và các ngành chức năng cần có những giải pháp đồng bộ để hỗ trợ khuyến khích người dân có điều kiện chuyển sang trồng rừng gỗ lớn hoặc hợp tác với các doanh nghiệp để trồng rừng gỗ lớn. Bên cạnh đó, cũng cần hình thành chuỗi giá trị sản xuất lâm nghiệp từ việc sản xuất cây giống chất lượng cao cho đến trồng rừng, khai thác rừng và chế biến gỗ. Từ đó mới thực sự phát huy lợi ích kép khi vừa giúp người dân tăng thêm thu nhập kinh tế, vừa góp phần khôi phục hệ sinh thái, bảo vệ môi trường.